Em xin chào cả nhà nha. Hôm nay là em đi tới cái xưởng đóng khung tranh của bên em. Nhưng mà tại vì thật sự lâu nay thì em chưa có thời gian đi ra chỗ này. Tại cái chỗ này nó là đường một chiều, thành ra nên em cũng ít có ra. Đây là những anh thợ đang làm xưởng đóng khung tranh in vải canvas. Thì mình đóng những cái khung tranh như thế này. Đây là hàng mình được nhập về. Đây là hàng mình nhập về để mà mình đóng khung cho khách. Có rất là nhiều mẫu mã để mình quay cận cảnh cho cả nhà mình tham khảo luôn. Đây, mình có thể chọn mẫu qua những cái mẫu này. Mẫu bản 3 phân có, 5 phân có, đầy đủ ha. Rồi mình lọng kính luôn. Này là mình lọng kính luôn. Đây, đây là cái bàn làm việc ha. Đây, mình ở đây là xưởng lớn, thành cho nên giá cả cũng rất là hợp lý. Mình đã làm rất là nhiều cho khách hàng rồi, thì khách hàng cũng rất là ưng ý. Còn cái kia là xưởng in khác nha. Cái này là xưởng đóng khung riêng. Nói chung là xưởng đóng khung riêng. Là tất cả cái vật tư khung mà mình đang nhập về. Rồi cả nhà nhớ ủng hộ mình, có thể là qua số điện thoại Zalo của công ty là 0938690193. Nhân viên luôn luôn hỗ trợ qua Zalo ha. Tư vấn thiết kế hoàn toàn miễn phí luôn và nhanh gọn cho quý khách luôn. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ công ty thời gian qua.